quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 28 tháng 2 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, một vài nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Phía Nam trời nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng cục bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.